Ok, hello, xin chào các bạn. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn làm 10 trường hợp F2L tiếp theo rồi. Thì đó là phần 2. Thì trong video ngày hôm nay sẽ thêm 10 trường hợp nữa. Thì đây là phần 3 nha các bạn. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Thì các bạn hãy nhớ đón xem phần 4 nhé. Rồi, giờ chào mừng các bạn. Em là các bạn ở các video sau.